Thưa quý vị, sau khi chúng ta đi uống cà phê Gara xong rồi thì mấy bạn xin giới thiệu đến quý vị một điểm đến độc đáo nữa nằm sát bên cà phê Gara luôn. Đó chính là điểm cắt tóc. Và thưa quý vị, cắt tóc ở đây là cắt tóc style Chicano của Mỹ. Chicano là gì và style đó như thế nào? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào trong để khám phá và tìm hiểu. Nhưng mà thưa quý vị, đây là địa điểm dành cho nam, cắt tóc cho nam, cho nên là nằm tại địa chỉ 245 Cao Thắng, Sài Gòn, khu tổ hợp Việt Gần Bridal Hood và Lim Barber Shop đã hoàn thiện với một chuỗi các dịch vụ như cà phê, tiệm làm tóc, shop đồ Dicky, đầy chất riêng của những con người trẻ đầy đam mê và phá cách. Xin giới thiệu với quý vị, đây chính là anh Lim, anh chủ tiệm của mình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được anh Lim hướng dẫn đi tham quan quán cũng như là shop của mình. Em chào anh ạ. Anh có thể rảnh dành một chút thời gian dẫn em đi tham quan shop của mình đi ạ? Dạ được, dạ được. Dạ. Khách đã xong chưa ạ? Dạ xong rồi. Xong rồi ạ. Bạn có hài lòng không với đồ tóc như thế này? Mình rất là hài lòng với cái đầu cắt của anh Lim. Mình hớt chỗ anh Lim cũng gần 5 năm rồi. Là khách hàng thân thuộc. Đúng rồi. Chuộng cái mẫu tóc như thế này. Đúng rồi. Nó tạo cho mình như thế nào? Nó tạo mình một cái phong cách rất là đẹp. Đẹp trai. Trẻ là vài tuổi đó đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đi đến cái Chicano shop. Chicano shop. Đây là Chicano shop mà Lim muốn làm ra để hỏi cái đam mê của mình. Tại vì tất cả những dòng đồ trong đây chỉ thuần về Dicky thôi. Là chỉ thuần về Chicano, Lim không bán những dòng đồ khác. Và dòng đồ này nó cũng tựa tựa giống như Lim đang mặc vậy đó. Là nó đúng cái style riêng của mình luôn. Và Lim rất là muốn phát triển cái văn hóa Chicano tại Việt Nam. Và muốn mọi người có được cái đồ Dicky để mà mọi người mặc. Tại vì đồ Dicky rất rất là hiếm ở trên thế giới. Nên Lim cố gắng tìm cái nguồn hàng Dicky để chia sẻ lại cho các bạn. Nên Lim lập ra cái Chicano shop này. Đây là gì ạ? Đây là vớ trắng. Thì vớ trắng nó thuần văn hóa của Chicano. Đó là mình phối như thế nào? Mình phối với giày. Đúng. Nếu mình mặc quần lửng á thì mình sẽ mang vớ trắng dài. Đó. Style thứ hai nữa là quần dài. Nó khác với những cái thời dòng thời trang khác là nó rất là nguyên tắc. Nó phải đúng thì nó mới ra được cái chất Chicano style. Về kính cũng vậy. Về kính á thì nó rất là khác và nó chỉ mang đúng một dòng kính Lux thôi. Kính Lux là nó chỉ đúng một thùng này là rất là thuần văn hóa Chicano. Nó chứ không thể nào đeo những cái dòng kính khác như Ray-Ban hay là Gucci hay là bất cứ cái dòng kính nào, nó chỉ một dòng kính Lux. Chicano style nó sẽ giới hạn trong một cái khoảng nào thôi. Nó không có đa dạng như những cái dòng đồ khác. Những người nào thực sự đam mê và thực sự thích Chicano style, thích tìm hiểu về nó, thích từ trong tâm á, thì mới mặc được những cái dòng đồ này. Tại vì rất là rộng, rất là nhìn người ta có một cái vui là người ta rất là dễ nhầm lẫn với lại đúng rồi. Và ở Việt Nam á, khi mà mặc Chicano style thì người ta rất là dễ như là hiểu lầm như là thợ điện hay là thợ nước hay là thu truyền tình cáp rồi đó, thì ta rất là dễ với nhầm lẫn như vậy nên mọi người rất là kén. Mà đây là một barber shop thứ ba của Lim, và Lim xây dựng barber shop ở đây nó thuần văn hóa Chicano đi, và tất cả những cái mảng vẽ đó thì tất cả những cái
cái trang trí ở đây là nó thuần văn hóa Chino. Là nó rất là đường phố. Tại vì Chino style là nó xuất thân từ đường phố, thì mọi người, cách sống của mọi người rất là thoải mái, rất là lạc quan. Nó không có khuôn khổ hay gò bó gì hết. Nên là Lê muốn vẽ chữ street này đó. Chữ street này lên trên tường để cho mọi người biết đây là văn hóa đường phố. Nên mọi người cứ thoải mái, cứ sống vui với mình thôi. Chứ nó không có cầu kỳ gì hết. Không cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định nữa, mà cứ thoải mái đi, cuộc đời nó sẽ hạnh phúc và tươi vui hơn. Dạ đúng rồi. Những cái phong cách đó thì rất là lạ và độc đáo. Những cái khách mà đến với barber shop của mình đó, hình như là học sinh có nè. Dạ. Người đi làm, người già cũng có. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Rất là đa dạng về khách. Anh có thể chia sẻ cho em một ít là với cái khách đa dạng như vậy thì cái mẫu tóc của mình nó phải có gì để mà chiều theo sở thích của khách không ạ? Dạ. Khách khi đến với Lee Barber Shop thì rất là đa dạng, rất là nhiều người, có cả người học sinh, có cả sinh viên, có cả người đi làm, có cả diễn viên, có cả ca sĩ, và có cả những cái người lớn tuổi như là những cái bác bảo vệ hay là gì đó, thì rất là nhiều. Nên mình muốn là nói với tất cả những anh em làm chung là cố gắng chọn cho người khách của mình một cái tóc phù hợp với công việc của họ và phù hợp với lại cái ngành nghề mà họ đang làm, chứ đừng có dùng một kiểu mà cắt cho tất cả mọi người, thì đâm ra mọi người sẽ không hài lòng về cái điều đó. Nên về cái việc mà kỹ năng cắt và cái tư vấn khách hàng á, thì Lim training các bạn rất là kỹ về việc đó. Nên hiện tại tới bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn và mọi người rất là ủng hộ đi Barber Shop. Em còn biết là anh có nhiều chi nhánh khác nữa. Dạ. Về Barber Shop thì anh có thể cho em một cái đường link để em dẫn mọi người đi luôn. Dạ, cả Barber Shop 1 với Shop 2 đúng không ạ? Dạ được. Dạ. Lim Barber Shop 1 và 2 thì nó cũng nằm rất là gần ở đây. Tại vì Lim muốn xây dựng nó là một chuỗi tổ hợp, nó gần nhau, thì khi mọi người đến và những khách nước ngoài đến thì họ cảm thấy rất là happy, cảm thấy rất là thích, vì cái nó là một cái khu đó, nó có rất là nhiều cái văn hóa trong đó và có rất là nhiều cái giải trí trong đó. Nên là Liêm cố gắng thuê những cái nhà gần đây để mình xây dựng thành một cái tổ hợp nhỏ trong cái trung tâm. Bây giờ Liêm sẽ dẫn chị Hoài đi tham quan những Lim Barber Shop 1 và Lim Barber Shop 2. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn anh. Anh đi trước đi ạ. Thưa quý vị, Cà Phê Gara đây chúng ta vừa mới khám phá xong. Chỉ cần bước ra khỏi Cà Phê Gara lên bậc cầu thang là đã đến Barber Shop 2 đúng không ạ? Barber Shop 2 là Barber Shop 2. Nó theo một cái style cổ điển. Nó cũng là Chicano luôn mà, nhưng mà theo một style cổ điển. Thưa quý vị, khách ở đây là cũng khá là đông và mọi người làm việc rất là tích cực. Lim xây dựng nó hơi về cổ điển chút, thì dành cho những khách hàng người ta thích nhẹ nhàng hơn và thích kiểu nó lịch sự và thoải mái hơn, nó không có đường phố, phần đường phố như là Barber Shop 1 và Barber Shop 3. Tên của con anh. Tên con anh hả? Con gái anh. Anh có thể nói ra cho em không nhìn rõ. Nó là chị Rio. 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 Còn hôm nay tại sao anh lại có một cái sở thích là đi hát tattoo tên con gái anh? Đánh dấu của cái gì đó? Lâu rồi không được gặp con gái anh. Nó đang ở quê. Cho nên anh muốn nhớ tới nó thì anh cắt lên. Có những bạn nữ rất là cá tính và mấy bạn rất là thích đến đây để mà tạo những cái tattoo hair phía sau đợt bên hông. Đúng rồi. Khi các bạn đi làm thì các bạn xả tóc xuống thì cái phần tattoo hair nó sẽ không thấy. Nhưng mà các bạn đi chơi, đi uống cà phê với bạn bè thì các bạn cột tóc lên thì thấy rất là đẹp. Dạ, em cũng rất là thích. Dạ. Em không làm được rồi.
giờ Lim sẽ dẫn chị và mọi người qua Barbershop 1. Thì Lim Barbershop 1 là một chi nhánh chính của trong chuỗi hệ thống của Lim. Thì ở đây là rất là thuần văn hóa đường phố luôn. Và tất cả những bạn thợ làm tại đây thì các bạn rất là cá tính. Thì các bạn rất là chất. Thì Lim muốn giới thiệu cho mọi người về cái chi nhánh chính của mình. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Mình đi đi ạ. Dạ. Nhánh chính của Lim Barbershop. Dạ. Wow, bên đây khá là đông đúc. Okay, man. I want to cut short the bow side, the back. Yes, the two layer is very short here and longer here. Yeah, that's right. Yeah, I cut a little bit on the top. Yeah, that's fine. Yeah. Yes, sir. How do you know me, man? My friend, my Facebook. Hmm? Yeah. Yeah. That'd be cool, dude. This reminds me a lot of home. You know, like the barbershop, like this. Yes. Because you know, I'm originally from Oakland, California. So this reminds me of home. But in California, I had so many barbershops like this, right? So many, yeah. Yes. But in Asia, you know, all around, it's only. I see. It's guys on the street, you know? Yes. They want 30,000, you know, here you go, yeah. Get your haircut. This is. But haircut in California is very expensive, oh. Right? Yeah, man. Year, like 500,000. Like 500,000. Yeah, so like $20 haircut, $20 yeah. USD. So yeah, so what? 460, 500. I see. Yeah. How much do you charge for your haircut? I cut very cheap, man. No, for 60,000. $60,000. $60,000. Yeah.